Tối hôm qua 27 tháng 9 tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ cháy nổ lớn tại nhà máy chiết xuất ga thuộc công ty cổ phần dầu khí EFIC. Vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản. Điều làm dư luận hết sức bất ngờ khi biết rằng đây là nhà máy chưa hề được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt 3 năm qua. Đây là hiện trường vụ cháy nổ. Toàn bộ khu vực xăng chiết ga của nhà máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Thì chúng tôi cũng cử cán bộ phối hợp thôi, chứ còn lại cái mức độ đánh giá thì là nó phụ thuộc vào cái cơ quan chức năng. Nhưng mà chúng tôi cũng không biết đánh giá được, vì họ chỉ báo cáo là đạt thôi, thì chúng tôi cũng biết rằng là... Trước đó khoảng 20 giờ, ngày hôm qua 27 tháng 9, người dân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn từ phía nhà máy. Sau đó lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng lan rộng. Do nhà máy nằm trong khu dân cư, khiến cho hàng trăm người dân sinh sống xung quanh hoảng loạn, tháo chạy trong đêm. Nổ an toàn thì không kiểm chứng được. Cái lúc người ta chiết ga có thể ga mùi bay lên, mà cái độ an toàn thì không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như lúc tối mà con cái anh em mà đi, nếu là mẹ con đi một đường chạy cùng cách xa. Tôi cũng đi làm vừa về túi, bắt đầu nghe là nhà máy ga là nổ, vừa chạy đến nhà là bắt đầu canh chú mỉ biết gì là nó tình hình nhà sơ tán, là những cái thôn là sơ tán. Đó về tôi với biểu con trai nhà tôi là về bồng con cháu mới sinh nhật 2 tháng, một đứa sinh 2 tháng còn một đứa là sinh 7 tháng. Biểu là cháu là bồng con là sơ tán đi. Đó là thằng con tôi là cứ nói ra coi cái đá kỳ tình ra đến nửa đường là gặp dân cái thôn là bồng con chạy hết. Nhà máy chiết xuất ga đi vào hoạt động từ năm 2014 và có khoảng 30 công nhân làm việc. Năm 2015, lực lượng liên ngành thị xã Hoàng Mai kiểm tra, xử phạt do chưa đủ hồ sơ giấy tờ. Cơ quan chức năng khẳng định, đến nay nhà máy vẫn chưa bổ sung hồ sơ, nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Nhưng công ty vẫn khẳng định, có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Công ty cung cấp hồ sơ thì có một số hồ sơ vẫn còn chưa đầy đủ. Với trách nhiệm của phòng cơ quan chuyên môn, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tất cả các ủy ban thị xã cũng đã có tổ chức cái đoàn liên ngành phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng cháy chữa cháy, công an thị xã và các phòng cơ quan chuyên môn thì kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động cũng như là về các điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở. Hoạt động đây thì tất cả đều có biên bản, có ấy hết cả, chứ không phải là có giấy tờ pháp lý đầy đủ của các cơ quan ban ngành cả, không phải thiếu cái gì cả, đầy đủ hồ sơ pháp lý. Chiết xuất ga là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Thế nhưng không hiểu tại sao một nhà máy xăng chiết ga lớn thế này vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép được trong nhiều năm liền. Và chỉ đến khi hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra, dư luận mới bất ngờ được biết nó là quả bom ga không phép giữa khu dân cư.